Xin chào cả nhà đã đến với clip thứ tư của tuần này ạ. Clip này thì em lên một số máy móc đồ nội địa Nhật thôi anh chị. Mã đầu tiên của clip này là Z161. Z161. Để em giới thiệu cái Z166 trước ha. Z166 để em đun nước sôi cái. Em bỏ vào đây tầm khoảng một ít thôi. Tại em quay để sợ tí nữa hồi nè. Quay xong mà nó không sôi. Ở ngoài nó sáng bình thường ha. Đèn led thì ở trong video nó sẽ chớp chớp. Z161 350. Cái cối xay này tháo rời được nha anh chị. Này xay hạt nha anh chị, máy xay hạt. Này 350 ạ. Cối xay hạt. Tháo rời được. Cái lưỡi của nó là cái lưỡi không bén nha, để xay hạt. Cái này không biết xay tiêu, xay hạt, xay tiêu nè. Cà phê. Rồi các loại hạt. Cũng bộ vậy. Đây. Cái cối này là bằng như đó. Nó bằng thủy tinh. Cối này bằng thủy tinh nha anh chị. Thương hiệu của nó là Iwati Tani. Thương hiệu dập nổi. Điện 110-200W. Điện 110-200W nha anh chị. Cái này quấn dây vô đóng nó lại nè anh chị, không có cần phải cột như em ha. Này đẩy lên để lấy dây. Iwati chữ Nhật đây anh chị ha. Cái này em bán 350. Nước nó sôi rồi nè anh chị, nó sôi rồi. Nấu cũng khá nhanh ha, nãy giờ là 2 phút là nước sôi rồi. Cái máy này nó sẽ có chỗ này nè anh chị, nó gài mình ấn xuống thì nó sẽ chạy, ấn xuống nó chạy, còn nếu như mà mình ấn xuống luôn mà nó xoay qua đây, mình muốn nó chạy luôn thì mình xoay qua đó luôn. Nước sôi rồi đó, nó tự tắt. Cối này cũng tháo rời được. Cái này cái lưỡi nó cũng bén anh chị. Lưỡi bén này có sẽ xay hạt hoặc là xay xay tỏi ớt. Cái này chắc cũng xay thịt được chắc. Lưỡi kiểu bén như thế này. Máy này chắc là xay thịt được anh chị. Bên trong có chữ Nhật này ha. Này là hàng Trung Quốc gia công nha anh chị. Những máy điện 110 này xài rất là bền. Đây thương tên dập nổi. Hãng của nó đây ạ. Booklet. Z163. Xay tiêu, xay cà phê anh chị ha. Đây thương hiệu của nó đây ạ, Meliha. Ấn xuống là nó xay ha. Nó có cối liền luôn nha anh chị. Cối liền trong này luôn, không có tháo rời được. Nó chuyên xay hạt. Này, phía sau đây anh chị. 300.000 ạ. Z164 300.000.
trăm. Này của Trinper, hàng Trung Quốc gia công ở Trung Quốc hả anh chị? 500ml, cối nhỏ, 300.000 cái này. Tháo cối ra thế này anh chị. Cái này 300 ha, phần đế rất là đẹp, khá đẹp. Dép 165. 300.000. Này ấn nút. Chạy khá là mạnh ha anh chị. Ba trăm nghìn cái này. 45g ha. Gì của Halita. Halita thương hiệu của nó dập nổi đó anh chị ha. Tất cả xài điện 110 hết, 160W. Cối liền luôn. Xe hạt gọn. Dép 166 600. Ấm nấu nước của The Lân Hy Kimit. Nó được 1 lít nước nha anh chị, nấu siêu tốc. Này nấu nó sôi để em đổ cái nước lại đi. Nước em nấu thì nó chắc tầm khoảng nửa lít nha anh chị, nửa lít nấu sôi trong vòng 2 phút. Nước lạnh hoàn toàn nha. Em không có nước lạnh hoàn toàn chứ không có phải là nước sôi trước đâu. Đây trong lòng cũng khá là sạch sẽ. 600, giá rất ok nha anh chị. Thương hiệu dập nổi. Cái này điện 100V 1200W. Thương hiệu dập nổi The Lân Hy. 166 167 1.1 triệu. Máy xay sinh tố. Xay sinh tố rau củ quả anh chị ha. Còn nút này là xay xay chậm, nút này xay nhanh, nhuyễn luôn rồi đó. Rồi cái này là cái cối này thì nó tầm bao nhiêu lít để em xem thông tin của nó. Thương hiệu của nó là dập nổi lên anh chị ha. Dập nổi. Đây khá là mịn nha. Mịn đều. Mịn đều luôn. Cái ở bên trong này lưỡi của nó là lưỡi bằng đồng nha anh chị. Lưỡi bằng đồng. Cái cối của nó là bằng thủy tinh. Rất là sạch sẽ. Này nấu ăn xay sinh tố đồ rất là sạch sẽ cho gia đình. Cái này đợi xíu em đổ cái nước này một xíu. Quay cho anh chị xem. Đây cái lưỡi của nó là bằng đồng nha anh chị. Lưỡi bén xay mịn đều hết nè. Cối bằng thủy tinh. Rất là dày. Cối thủy tinh rất là dày. Chữ Nhật đây ha. Thủy tinh thì rớt cũng bể nha anh chị. Không phải là không bể. Phía trong này cũng có chữ Nhật nè. Của Panasonic luôn. Em phải bán hàng này. Tại vì em phải mua về xài anh chị.
Hồi trước thì em mua, em cũng bán đồ Nhật lâu rồi, nhưng mà thích là thích, cũng không phải thích mà khi cần á, là mình phải muốn có liền á, đi mua ở ngoài siêu thị á, mà mua về cũng 700-800, 700-800, cái loại cũng 700-800 rồi, không 700-800 cỡ đấy, mà về chắc 2 bữa là hư rồi. Chữ Nhật ha, chắc mua loại rẻ quá. Này 700 ml, điện 100V, Panasonic nha anh chị, 1,1 triệu ạ. Xài rất là tiện. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.